Công an tỉnh đã tổ chức chương trình học làm chiến sĩ công an năm 2019 cho hơn 20 học viên có độ tuổi từ 10 đến 15. Xuyên suốt chương trình là những nội dung hoạt động thực tiễn, không chỉ mang ý nghĩa định hướng nghề nghiệp mà còn giúp các cháu trau dồi bản lĩnh, ý chí, phát triển tư duy, khám phá và hoàn thiện bản thân, từ đó tự tin vững vàng hơn trong cuộc sống. Trong 7 ngày liên tục, các học viên đã từng bước trải nghiệm cuộc sống của những chiến sĩ nhí. Từ việc dậy sớm, gấp chăn màn gọn gàng, xuống sân tập võ, lên làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tiếp tục tham gia các hoạt động khác trong ngày, cho đến đi ngủ đúng giờ. Tất cả mọi sinh hoạt đều tuân thủ chặt chẽ theo điều lệnh công an nhân dân. Thông qua việc đảm bảo trật tự nội vụ, học viên được uốn nắn, rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như tinh thần tập thể. Những động tác võ thuật giúp các cháu tự tin phòng vệ chính đáng. Kỹ năng thoát hiểm, xử lý ban đầu khi không may có tình huống cháy nổ xảy ra. Cách phòng tránh, cứu nạn khi gặp trường hợp đuối nước. Mỗi nội dung hoạt động trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm có thể gặp phải trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày. Muốn thích hoạt động cứu hỏa nữa, tại vì nó giúp ích cho mình rất nhiều việc. Mình sẽ đóng cửa vào và mình sẽ lấy các đồ chặn những chỗ hở vào, rồi mình gọi xe cứu hỏa và gọi người thân đó. Lúc đấy rất sợ nhưng rồi thì sau con trượt xuống thì không thấy sợ nữa. Qua buổi tham quan bảo tàng công an tỉnh, các cháu được nghe giới thiệu và có thời gian tự tìm hiểu về truyền thống của lực lượng công an nói chung và công an Nam Định nói riêng. Ban tổ chức và quản lý lớp học đã đưa đoàn về thăm quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh, tặng quà người khuyết tật và trẻ mồ côi ở cô nhi viện Bùi Chu, huyện Xuân Trường. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã mang lại cho các cháu những cảm xúc và suy nghĩ tích cực. Trong một tuần vừa qua thì chúng cháu đã tham gia được rất nhiều hoạt động. Thì cháu thấy ý nghĩa nhất đấy chính là đi đến trẻ mồ côi. Cháu thấy là rất là may mắn vì đã được sinh ra như thế này và cháu đã rút ra một kinh nghiệm là phải cố gắng học tập thật giỏi để về sau có thể giúp ích được cho tương lai đất nước. Với mong muốn xây dựng nội dung trải nghiệm ý nghĩa thiết thực cho con em cán bộ chiến sĩ trong kỳ nghỉ hè 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trong và ngoài lực lượng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và đào tạo kỹ năng mềm, giúp học viên có cơ hội thể hiện năng khiếu, sở trường, không chỉ khám phá mà còn phát huy năng lực bản thân trong môi trường sinh hoạt nhóm và làm việc tập thể. Những ngày xa gia đình, xa bố mẹ và người thân, nhưng có thêm những người bạn, người thầy mới. Những ngày tạm rời xa môi trường sách vở để đến với một cuộc sống khác biệt, đậm chất thực tiễn hơn. Những giọt mồ hôi, những cảm xúc nhớ nhà ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự trải nghiệm, trưởng thành lên và suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn. Chương trình đã khép lại, nhưng thành công của nó là tiền đề cho những khóa học làm chiến sĩ công an sẽ tiếp tục được triển khai rộng rãi trong tương lai.